Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Và đây là cái boe nha, boe lọc gió dành cho xe CD. Đây, nguyên bộ cộp lê đầy đủ nha. Đó. Và giống như ông điếu vậy đó. Nguyên bộ cộp lê đầy đủ. Đây là boe lọc gió của xe CD 50, 70, 90 xài chung nha các bạn. 50, 70, 90 xài chung. Rồi. Số hiệu là 65 nha. Tất cả dòng CD đều là số hiệu là 065 hết. Ngay cả là cái cộng dây điện, cộng dây điện nó cũng có luôn nha. Rồi. Anh em nào có nhu cầu lấy thì liên hệ với mình. À, cái ruột ở trong đây zin luôn nha, ruột trong đây zin và đẹp. Rồi, tối qua anh thấy các bạn, cái ruột trong đây zin và đẹp, không nứt không vỡ, vẫn còn mới nha. Tất cả đều zin hết. Thì anh em nào có nhu cầu lấy bộ lọc gió CD thì liên hệ trực tiếp số điện thoại phía trên màn hình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn thì chúng ta qua trực tiếp bên shop để lấy. Còn ở xa thì chuyển khoản bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn nha. Và lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Tất cả những món hàng bên mình bán đều không ship code, chuyển tiền trước ship hàng sau. Anh em có nhu cầu mua cái việc gọi trực tiếp hoặc nhắn tin đồng Zalo như mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cúp.